cộng sản, nó cái nguồn máy của thế giới, nó là cái nguồn máy ma quỷ, nguồn máy ác. Nhưng mà những người mà operate, những người mà bấm nút mấy cái máy này, họ cũng ở trong cái nguồn máy, cũng là bị lôi cuốn theo. Cho nên sau này một cái thể chế mới sẽ không có trả thù những người làm ác, nên nhớ rõ lời này. Chỉ dẹp cái ác một bên. Và người hải ngoại 6 triệu chim hiền chỉ có cắt đứt cái gông cùng của Trung Cộng để nước Việt không có bị diệt chủng. Thì hôm nay nước Việt không có thiên tử hạ phàm sẽ bị diệt chủng. Hôm nay sư phụ có mệnh hệ gì, nước Việt cũng sẽ bị diệt chủng. Mệnh hệ sư phụ là mệnh hệ của thế giới, là của nước Việt. Cho nên từ một giây khắc mà xuất hiện đây, cái gì cũng đã coi những hàng đệ tử phải lo security sư phụ. Trong lúc này rất là quan trọng là gì? Ở Việt Nam người ta chỉ ham quyền lực và ham tiền, người ta không còn thương dân và thương tổ quốc nữa. Tuy là họ nói tiếng Việt, họ mang họ Nguyễn, nhưng mà họ đã cả linh hồn và thể xác đã bán cho họ tập rồi. Họ tập chỉ cần làm một cái buổi tiệc tuyên bố nước Việt là một cái tỉnh lẻ của Phúc Kiến thôi. Cờ đỏ sao vàng là cờ của Phúc Kiến à. Mấy đứa trẻ bệnh phải nhớ nhớ Hoàng Sa Trường Sa đã mất rồi, chỉ còn hình chữ S là nhờ 6 triệu chim hiền ở hải ngoại, Trung Cộng nó còn lưỡng lự thôi. Nhưng mà những nhà lãnh đạo bệnh đều đã bán nước từ lâu rồi ha.